Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, để ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố cũng đã thay đổi phương thức làm việc tại các cơ quan nhà nước và siết chặt các quy định phòng chống dịch lên mức cao hơn. Thành phố xác định 100 hộ dân sẽ có một tổ COVID-19 cộng đồng và sẽ tăng cường công tác xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, trả kết quả nhanh. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 lưu ý, thành phố Hồ Chí Minh thảo luận với các tỉnh lân cận về công nhân làm việc trong các khu công nghiệp phải đi lại hàng ngày. Có thể tổ chức kiểm tra giấy xét nghiệm ngay tại doanh nghiệp và tổ chức các xe đưa đón an toàn để các xe không phải dừng lại kiểm tra ở các chốt kiểm soát. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng khi thực hiện giãn cách trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đông người thì các bộ ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động lưu thông hàng hóa. Theo Phó Thủ tướng, yếu tố quan trọng nhất trong chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh là xét nghiệm. Trong diễn biến mới khi áp dụng chỉ thị số 16, thành phố Hồ Chí Minh cần xác định đối tượng ưu tiên để thực hiện xét nghiệm, thực hiện test nhanh hay xét nghiệm PCR mẫu gộp. Và trong thời gian giãn cách dự kiến dùng bao nhiêu xét nghiệm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi áp dụng chỉ thị 16 thì tinh thần là ai ở đâu thì ở yên đó, đồng thời tăng cường các biện pháp làm sạch ổ dịch. Với thực tiễn là thành phố đông dân cư, đội ngũ chuyên môn cao cũng đang tập trung tại đây. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy sáng tạo linh hoạt trong nỗ lực chống dịch và mạnh dạn thí điểm cách làm mới so với quy định cứng. Trong đó, câu chuyện thí điểm cách ly tại nhà, thành phố Hồ Chí Minh cần mạnh dạn thực hiện linh hoạt.